Việt Nam đã chứng tỏ sự mạnh mẽ và xứng đáng với vị trí nhất bảng C sau khi giành chiến thắng 1, 0 cùng với đó là niềm vui về việc xếp hạng đầu bảng và sẵn sàng bước vào bán kết gặp đối thủ Malaysia. Trận đấu không chỉ nổi bật bởi kết quả mà còn bởi những tình huống căng thẳng và xô xát trên sân. Mặc dù cả Văn Trường và Frias đều đã nhận thẻ vàng trước đó, nhưng họ vẫn nảy lên tranh cãi với nhau sau một pha va chạm. Quả tạt của cầu thủ vào sân thay người khuất Văn Khang khiến quốc Việt đánh đầu chạy cột dọc, tiếc núi không thể ghi bàn cho đội. Văn Trường và Frias đã cùng nhận thẻ vàng tạo nên một pha xô sát nảy lửa giữa hai đội cầu thủ từ cả hai phía lao vào nhau sau pha va chạm giữa Văn Trường và Frias trong những tình huống khác cú đá phạt hàng rào của Jacob Manity cũng không thể vượt qua thủ môn Văn Trường trong quá trình thi đấu Xuân Tiến đã thể hiện tốc độ cao và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng cú sút cuối cùng của anh lại bị đối phương cản phá trong khi đó cả Nam Hải và Hiếu Tuấn đã phải rời sân sau những phút thi đấu đầy nỗ lực trận đấu không thiếu những tình huống gây tranh cãi trong đó Dennis Chung đã nhận thẻ vàng sau khi bị cho là đã ngã vờ trong vòng cấm, khi thủ môn văn chuẩn lao ra để can trở. Trận đấu trước đó, Việt Nam đã có chiến thắng 4, một trước đội tuyển Lào, trong khi Lào đã hòa Philippines 2, 2, với hiệu suất ấn tượng. Việt Nam đứng đầu bảng C và có lợi thế lớn trong cuộc đua vào bán kết. Với chỉ 3 đội tham gia trong bảng đấu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chỉ cần tránh thua Philippines ở lượt cuối để giành vé vào bán kết ở vị trí nhất bảng. Các bảng đấu khác cũng đặt Việt Nam vào vị thế thuận lợi trong trường hợp thua trận với cách biệt không quá 3 bàn trước Philippines, đội vẫn có thể tiến vào bán kết với vị trí nhì bảng có hiệu số tốt nhất. Điều này tạo ra áp lực cho Indonesia khi họ đang giữ vị trí này với 3 điểm ở bảng B và hiệu số bàn thắng bại là không. Thậm chí, Việt Nam còn có quyền lựa chọn đối thủ trong trường hợp xếp nhất bảng C và sẵn sàng đối mặt với bán kết.